giờ của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày rồi, Hương đang làm gì đó? Trước khi Phương Hương trả lời câu hỏi của Kim Thảo, chúng ta hãy cùng nhau chào quý vị khán giả đi nè. Đồng ý. Đầu bếp Phước Hưng cùng với Kim Thảo xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Hy vọng rằng quý vị đã có một cái Tết ấm áp bên gia đình của mình. Và Kim Thảo cùng với đầu bếp Phước Hưng xin được chúc cho quý vị có một năm Quý Tỵ luôn tràn ngập tiếng cười và nhiều sức khỏe. Rồi, bây giờ thì không biết Phước Hưng đã sẵn sàng bật mí cho Kim Thảo biết chưa? Được rồi, ngày hôm nay Phước Hưng đến đây rất là sớm để mà chuẩn bị nguyên liệu. Đúng rồi, nguyên liệu là gì không? Thịt gà đồng đó. Thịt gà đồng hả? Ừ. Nhưng mà sao nghe lạ vậy? Phước Hưng có đùa không? Bởi vì Kim Thảo chỉ biết là có gà ta nè, gà công nghiệp, cùng lắm là có gà thả vườn thôi. Hay là thịt gà đồng có nghĩa là thịt của con gà mà được thả ở ngoài đồng. Và đây là thịt gà đồng. Kim Thảo có biết tại sao mà nhiều người ta hay gọi thịt ếch là thịt gà đồng hay không? Tại vì thịt ếch cái thịt của nó thơm nè, dai nè và ngọt không thua kém gì thịt gà. Bởi vì nhân gian của chúng ta hay gọi thịt ếch là thịt gà đồng. Và Kim Thảo còn biết là thịt ếch rất là bổ dưỡng và đặc biệt là các bé rất là thích ăn. Vậy thì Phước Hưng hãy mau bật mí tên món ăn mà ngày hôm nay Phước Hưng sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người đi. Được thôi, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau thực hiện món ếch chiên bột. Để thực hiện món ếch chiên bột thì chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau: 300g ớt, một trái dưa leo, cà chua bi, tắc và một ít rau ăn kèm, ớt băm, tỏi băm, các loại gia vị thông thường, đặc biệt là Aciquick bột chiên giòn hải sản. Công đoạn đầu tiên thì chúng ta sẽ sơ chế cái phần thịt ếch này. Thì khi mà quý vị khán giả chúng ta mua ếch ở ngoài chợ về thì chúng ta chỉ có việc là làm thật sạch, rửa rồi để vào rổ cho ráo rồi chặt thành những miếng vừa ăn. Đầu tiên thì Hưng sẽ cắt cái phần dưa leo này ra nè. Phần dưa leo này thì chúng ta cắt thành những lát mỏng nè. Để lát nữa mình ăn kèm với lại ếch chiên bột đúng không? Rồi. Kế tiếp thì Hưng sẽ cắt cái phần trái tắc này ra. Ủa, mình sẽ sử dụng tắc hả Hưng? Cái phần tắc này thì một hơi chúng ta sẽ làm cái nước chấm. Rồi, chỉ còn cái chả cà chua bi thôi, chúng ta cắt làm đôi nè. Công đoạn tiếp theo của chúng ta đó chính là pha bột. Hưng sẽ pha theo định lượng là 120g bột rồi pha với 110ml nước. Rồi đánh đều lên. Rồi bây giờ bột của chúng ta nó đã đánh nó tan hết rồi đó. Rồi chúng ta đã pha bột xong rồi nè, chắc là công đoạn cuối cùng mình chỉ có ướp ếch nữa là xong rồi. Không cần đâu Kim Thảo, tại vì ở trong Aciquick bột chiên giòn hải sản của chúng ta đã có đầy đủ gia vị rồi, chúng ta không cần nêm nữa. Vậy có nghĩa là mình chỉ cần nhúng ếch vào trong bột thế là chiên lên được rồi. Đúng rồi, tiếp theo thì Hưng sẽ tắt lên đây một cái chảo dầu. Thảo sẽ bật bếp cho Hưng. Bây giờ thì mình sẽ đợi dầu nóng lên một tí. Trong lúc đó thì Hưng sẽ làm gì? Chúng ta hãy cùng nhau pha nước chấm. Và bây giờ định lượng của nước chấm ớt chiên bột này là 2 muỗng canh đường và 2 muỗng canh nước mắm. 2 muỗng canh nước mắm nữa. Hai muỗng canh tắc. Hưng ơi, sao Hưng không sử dụng chanh mà lại sử dụng tắc vậy? Khi mà chúng ta làm nước chấm thì quý vị nên sử dụng tắc vì tắc có cái vị chua thanh hơn và tạo hương vị mới lạ hơn. Kế tiếp thì Hưng sẽ cho vào đây là nửa muỗng canh tỏi băm và nửa muỗng canh ớt băm. Thôi, Kim Thảo phải dừng Phước Hưng. Dạ, Kim Thảo giúp cho. Rồi và bây giờ dầu trong chảo nó cũng đã gần nóng rồi thì Hưng sẽ cho hết cái phần thịt ớt này vào trong bột mà chúng ta đã pha. Bây giờ chúng ta trộn đều lên. Dầu đã đóng rồi thì Hưng sẽ cho từ từ cái thịt ớt này vào này. Hưng ơi, cái này mình sẽ chiên lửa vừa hay là lửa lớn đây? Khi mà quý vị khán giả chiên thịt ớt này thì quý vị khán giả chúng ta hãy để lửa vừa thôi để cho thịt ớt được chín đều nè. Và khi mà gần vàng rồi đó chúng ta hãy tăng lửa lớn lên để cho ớt giữ được cái độ giòn của nó. À, thì ra là như vậy. Cảm ơn Hưng rất là nhiều. Quý vị khán giả thân mến, hãy lưu ý lại điều này nhé. Đó là chúng ta chiên ếch với lửa vừa thôi. Khi nào mà ếch gần chín thì chúng ta hãy tăng lửa để thịt ếch được giòn và ngon hơn quý vị nhé. Hưng ơi, Thảo thấy là bắt đầu hơi vàng vàng rồi, mình tăng lửa nha. Đúng rồi, rồi bây giờ lặn lửa lớn lên nè. Với món ăn này thì mình cũng có thể làm món ăn chơi được đúng không nào? Đúng rồi đó. Hoặc là ăn với cơm cũng được luôn. Rồi. Ngon quá. Rồi, cho ra sợi giấy thấm dầu nè. Và bây giờ thì Hưng sẽ cho cái thịt ớt này ra đĩa nè. Nhìn rất là hấp dẫn. Bây giờ còn một cái cuối cùng nha. Tắt nữa nè. Đây, lựa một cái đùi thật là to cho Kim Thảo. Rồi, mời Thảo. Cảm ơn Hưng.
thịt ít chấm với nước mắm mới ngon được. Đúng rồi. Thịt ít dai dai, ngọt ngọt, ngon ơi là ngon luôn. Được bọc với một lớp bột rất là mỏng nè. Nhưng mà giòn ơi là giòn luôn. Nhưng mà Kim Thảo thích chấm với nước mắm hơn, bởi vì có cái vị chua chua, cay cay và thơm thơm nhẹ nhẹ của tắc nữa, rất là kích thích vị giác. Và quý vị ơi, chắc có lẽ là chúng ta phải cảm ơn đầu bếp Phước Hưng thôi, bởi vì đã hướng dẫn một món ăn rất là ngon như vậy. Phước Hưng cảm ơn Kim Thảo và Phước Hưng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Năm mới thì Phước Hưng xin chúc cho quý vị khán giả có được một năm mới thật là an khang thịnh vượng. Đến đây thì chương trình xin được phép khép lại. Có 3 cách thức để quý vị có thể kết nối và đồng hành với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Đó là hộp thư rất quen thuộc, hộp thư số 620, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Và số điện thoại là 083-823-7557. Đó chính là số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam. Còn trang web chính thức của chương trình đó là mongonmoingay.com, là một trang web rất là hữu ích bởi vì có rất là nhiều những món ăn ngon đang chờ quý vị khám phá. Hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến trang web của chương trình. Một lần nữa, Kim Thảo xin được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình Món Ngon Mỗi Ngày xin chúc quý vị trong năm mới sẽ lúc nào cũng luôn vui, khỏe và hạnh phúc. Đến đây thì đầu bếp Phước Hưng cùng với Kim Thảo xin được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại.